Và xin chào mừng tất cả quý vị các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ hai thế này trên map Antrim Stronghold. Chuyện mình tạm này là hai thành viên từ team SK Telecom T1. Su là game thủ dớp màu đỏ xoát ở vị trí phía trên bên tay phải ở hướng 1 giờ, còn Classic là Protoss màu xanh xoát ở vị trí phía dưới bên tay phải hướng 5 giờ. Và đều là những tấm biển hoặc là những tờ giấy á, cổ vũ cho thành viên của team SK Telecom T1. Có em gái kìa, lấp ló sau cái cánh tay kìa, nhìn cũng được kìa. Em ý không thể che giấu luôn, không hề có ý định muốn che mặt luôn. Nhưng thế là hiện nay thì hai game thủ của chúng ta đều đang rất căng thẳng rồi. Đây trận đấu chung kết thôi bạn, sáu mấy nghìn đô đấy, không hề đùa được đâu. Anh nào thắng ở đây là sẽ cầm 66.000 đô về, và đó là một số tiền rất lớn. Anh nào nhì thì chỉ được có 14.000 đô thôi. Còn coi như là thằng nào mà thua một phát là sẽ vứt bao nhiêu nhỉ, sẽ vứt 52.000 đô. Xác định là nó vứt 52.000 đô ra ngoài đường luôn đấy. Chênh lệch là 52.000 rồi thưa bạn. Tôi thấy rằng hiện nay thì game thủ Su tiếp tục ăn màu 3. Vâng, ăn luôn màu 3 khá cự. Trong đó thì Classic thì hiện nay thì cũng đã ăn màu 2 cho mình rồi. Đây là một cái map rất có lợi cho việc ăn mỏ 2, nên là chúng ta thấy là game thủ nào thi đấu trên map này cũng ăn mỏ 2 hết. Nên các bạn cứ ăn mỏ cho chắc, cho nó chắc ăn đi. Tôi thấy rằng hiện nay thì Protoss cũng đang đi scout, tuy nhiên là rớt đã scout ra mỏ của Protoss ở vị trí hướng 5 giờ rồi. Và bây giờ thì Protoss đang đi scout đúng một vòng đồng hồ và rất mất thời gian. Trong khi đó thì Su đã biết được đối phương đang ở đâu và làm gì rồi. Su hiện nay thì chơi 3 mỏ trước, sau mới bắt đầu đặt xuống cho mình cái hatchery. Phải nói rằng với cách đi scout sớm, lợi thế trong việc được scout sớm nên anh ấy đã quyết định phòng ngự một cách cẩn thận hơn. Tức là không cần phải lo phòng ngự một cách cẩn thận ngay từ đầu game thôi ạ. Chúng thấy rằng hiện nay thì mỏ 2 đã hoàn thành xong rồi. Thì hôm nay một vài giây nữa thôi là sẽ đến lượt mỏ 3 hoàn thành xong cho game thủ Su. Anh ấy đã hoàn thành xong cho mình cái soi bùn rồi. Và đối với cả Protoss hiện nay đã định hình được là mỏ của phương đang ở đâu. Protoss đã có cho mình một Z-Lord để tiến hành way in mỏ rồi. Và Sametikon đã hoàn thành xong và ngay lập tức Protoss đặt xuống cho mình một cái nhà Stargate để chuẩn bị lên Orker. Tôi nghĩ rằng trong trận đấu lần này tốt nhất là không nên lên Orker. Anh ấy nên lên Phoenix. Phoenix trên map 4 người này anh ấy sẽ có thể là scout mỏ của đối phương tốt hơn, chứ không nên lên Orker. Chúng ta thấy rằng trong game đấu vừa rồi thì Orker đã không phát huy được cái tính hiệu quả. Và lần này thì anh ấy lại đặt cho mình Stargate ở nhà nữa, nên khả năng rất lớn đó sẽ là cái con Phoenix thiệu ạ. Phoenix để vừa để cắt chân mark cũng như vừa bắt Overlord. Hôm nay thì Poto của ta vẫn đang chờ cho cái nhà Stargate hoàn thành xong. Một pylon đã hoàn thành đặt xuống ở đây rồi. Vâng, bây giờ Stargate sẽ lên gì đây? Vâng, Orker ạ. Rồi, anh này đánh liều vãi. Tôi không biết là nên vui hay nên buồn. Trong những trận đấu mà tôi thấy các game thủ thích lên Orker, tức các game thủ Protoss mà thích lên Orker gần đây nhất thì hầu như là Protoss đều thua được bạn. Tức là cứ lên những trận đấu của Protoss đối với cả rớt thì phải gần đây nhất mà cứ quyết định lên Orker ở trên cái map 4 người thì toàn là thua thôi. Tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Vâng, một con Orker lại là một con voi luôn ạ. Rất lâu rồi tôi mới nhìn thấy con voi ray. Orker đầu tiên sau đi kèm với cả đó là Vray thì rất lâu rồi tôi mới lại được cao một trận đấu như này. Đến Vray thì anh ấy có thể là có một lượng đam rất lớn. Tuy nhiên là những cái lúc đầu game như này thì nếu như không dùng Vray để tấn công luôn thì cũng chả làm gì cả. Tại vì nếu như để phòng ngự ở nhà mà bây giờ rước linh nó sổ sang này cũng rất là bất lợi thưa bạn. Thì anh ấy chỉ có thể lên Vray khi mà anh ấy biết rằng đối phương đang lên map rốt rồi thì nó mới hiệu quả, hoặc là có rốt thì Vray mới gọi phát huy được cái hiệu quả của mình. Chứ còn nếu như mà lên rất linh thì xịt thì không biết là đến bao giờ cho xong thưa bạn. Mà xịt con lượn lờ đây. Còn hai unit bay chậm, Vray với mà xịt con đang đi cùng nhau. Ngay thì Protoss đã bắt tiến hành ăn màu 3 rồi.
Anh ấy đang đây còn một nhà robotics Back City nữa. Có vẻ anh ấy còn chuẩn bị lên cho mình con hoa bì rừng. Tôi nhìn thấy rằng là con vừa này úi ơi chết rồi, chết rồi, giờ mới chết ạ. Vai thứ hai đang được mua rồi. Mấy con Orker lúc nãy nó mới lượn lờ ngang qua mỏ của rớt mà thôi. Không biết đang có gì chưa? Chúng ta nhìn thấy rằng là hai Evolution Chamber cùng với cả nhà Rốt vừa đã xuống rồi. Như vậy là anh ấy lại quyết định lên Rốt ạ. Tôi nghĩ chắc là lên Rốt cho nó đủ bài thôi. Anh ấy biết rằng là phải biết rằng đối phương đã có Varay rồi. Nên Rốt sẽ không thực sự hiệu quả. Anh ấy cần phải có nhà Spa để lấy Muta thôi. Đối đầu với cả Varay chỉ có thể là Muta thôi bạn. Nên giờ đang bắt đầu nâng cấp 1-1 cho mình. Trong đó Votos thì hiện nay mới có nhà một nhà Fox mình mà thôi. Votos đang lên cho mình Colo với việc đặt xuống cho mình nhà Romantic 3.